Dạ, cũng có cái trường hợp tôi vậy nè. Khi gần hơn 20 năm trước, khi mà mình sắp sửa đi qua Mỹ á, thì cái bà dì của mình, bà bị ung thư cổ tử cung. Thì lúc đó không biết, không nhớ là giai đoạn nào nữa. Thì lúc đó cả nhà thì cũng lo rồi, cũng giúp đỡ này nọ. Thì có một cái loại thuốc ở bên Úc được tiến hành thử nghiệm ở cho chừng 10 12 12 gì bệnh nhân gì ở Việt Nam. Thì may mắn sao mà bác đó, bác nó không phải gì, cái bác đó được được thử nghiệm cái loại thuốc đó miễn phí nha, không có tốn tiền. Tại vì khi mà thử nghiệm thuốc đó, mà nó kiếm được người phù hợp cho cái loại thuốc của nó rồi đó, nó quý hơn cái gì, nó không có tính tiền mình đâu. Nếu như cái người nào mà mai mối hay là cái người nào mà dẫn dắt đó, có thể nó tính thêm tiền phí này nọ, thì đúng cái đó là tại ở bên đây có một cái nhóm người, cái những công ty nó chuyên tìm những cái bệnh nhân để thử thuốc. Thì công ty đó là những công ty chính quy nhưng không phải là công ty ma, thì dĩ nhiên là mình phải đóng tiền cho nó, đóng tiền phí tiền tùm lum cho nó. Thì cái đó là không phải lừa đảo, cái đó là cái công ty mà nó dẫn dắt bạn tìm hiểu đến những cái hospital đó. Nhưng mà bản thân cái hospital thì nó không tính tiền, nhưng mà những cái người mà đưa bạn đi á, nó sẽ bắt bạn phải trả tiền. Nhưng cũng không phải là trả, không phải trả mắc gì lắm, nhưng mà lúc đó cái người bác của mình là không không có trả đồng nào hết. Thì được thử nghiệm hình như là cũng 6 8 tháng khi mà mình qua đây qua tới Mỹ á, là cho đến bây giờ là gần 16 17 năm rồi, bác đó vẫn còn sống nha, cho đến bây giờ luôn. Và ung thư cổ tử cung là bạn nghĩ là bạn biết đó, là cái ung thư cổ tử cung khi mà phát hiện ra thôi, sớm hay muộn gì đó, nó không có sống lâu như vậy. Bây giờ bác đó là cũng hình như cũng gần gần 70 rồi đó, bây giờ vẫn sống, bây giờ vẫn bình thường, không có. Dĩ nhiên là so với người khỏe mạnh, người chưa bao giờ bị bệnh thì chắc chắn là không có bình thường mạnh mẽ vậy. Thì nếu như mà các bạn tìm hiểu mà thấy thấy cần sự giúp đỡ, thì cái follow cái kênh của mình, có thể mà gửi tin nhắn trực tiếp cho kênh, thì mình có thể giúp đỡ, mình giúp làm hồ sơ, giúp tìm hiểu, giúp tham gia những cái chương trình thử thuốc thử nghiệm như vậy. Hiện tại thì Mỹ này nó có gần cả mấy trăm công ty lớn nhỏ, mình không có, mình thấy những cái công ty lớn như là Pfizer hay này nọ, thì nó đều có liên hệ với lại bệnh viện, hay là những cái clinical đó là nó đều có liên hệ với lại những công ty lớn như vậy, và nó thử thuốc. Thì mình sẽ giúp đỡ, hướng dẫn, tư vấn, hồ sơ, giấy tờ. Kinh phí thì mình chắc là mình không có lấy, tại vì thật sự thì mình đâu phải là làm cho một cái agent nào đó mà mình cần lấy tiền, nhưng mà mình sẽ giúp đỡ. Như có điều là ráng support cái kênh này của ba anh em mình, thì cho nó có thêm chút động lực. Còn khi mà nếu mà các bạn được 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 công ty thuốc đó nó nhận để cho thử thử nghiệm như vậy, thì cái công ty thuốc đó nó có thể thưởng cho mình, có thể mình được thưởng tiền nữa, chứ không phải là mình nói mình làm free. Và nếu như mà gia đình bạn mà có người bệnh nặng này nọ mà người đó không có khả năng tìm hiểu này nọ, thì có thể chính bạn tìm hiểu cho họ, hoặc là liên lạc với mình. Xin chào, cái này là kênh Tree Rose TV. Hiện tại thì mình đang ở Boston, Massachusetts. Hôm nay thì được nghỉ một ngày, quay cho video cho các bạn coi. Thường thì mình ít có quay video, nhưng mà hiện tại thì mình cũng muốn chia sẻ, truyền bá những cái tin tức bổ ích. Xin cảm ơn.